Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách tính giá trị của ma trận và sau đó chúng ta làm nhân tử chung cho kết quả cái cục này. Đầu tiên, chúng ta thấy rõ ở đây là cái ma trận 3 x 3. Bây giờ chúng ta biết dấu trên đầu này sẽ là dấu cộng, dấu trừ, dấu cộng. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có số 1, chúng ta sẽ có cộng 1 chúng ta để đây. Sau đó chúng ta sẽ có một cái ma trận nhỏ nằm ở bên vị trí này. Sau khi có số 1, chúng ta che lại từ vị trí này và vị trí này. Chúng ta sẽ có một cái ma trận 2 x 2. Thì chúng ta sẽ có như sau: B, C, A, C, A, B. Tiếp tục, ở đây có dấu trừ nằm ở phía trên A. Như vậy chúng ta sẽ có trừ A. Và vị trí A này chúng ta sẽ che lại. Thì chúng ta thấy đó có một cái ma trận là 1, C, A, 1, A, B. Và chúng ta có dấu cộng BC. Từ BC chúng ta sẽ che lại. Như vậy chúng ta sẽ có một cái ma trận 1B, 1C. Tiếp tục, chúng ta có công thức tính ma trận A tính ma trận 2 x 2. Thì nó sẽ là A nhân D trừ B nhân C. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có như sau: B nhân AB trừ C nhân CA. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có là AB bình phương trừ cho C bình phương A. Như vậy mình đặt là AC bình phương. Tiếp tục cục này chúng ta có trừ A. Chúng ta sẽ nhân với lại AB trừ CA. Cục này thì chúng ta sẽ có là C trừ B. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhân tố chung. Chúng ta thấy rõ AB bình phương trừ AC bình phương có hai chữ A và chữ A. Chúng ta tách ra sẽ thành B bình phương trừ C bình phương. Ở đây có A chúng ta cũng lấy ra thì chúng ta sẽ có là A bình phương B trừ C. Chúng ta thấy rõ ở đây là C trừ B trong khi tất cả là B trừ C, B trừ C. Như vậy mình sẽ để cái dấu trừ 1 ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có trừ BC, B trừ C. Chúng ta biết B bình phương trừ C bình phương đây là công thức của log chính hằng đẳng thức đáng nhớ thì chúng ta sẽ có b trừ c b cộng c. Như vậy chúng ta lấy b trừ c làm nhân tử chung đầu tiên. Như vậy chúng ta chỉ còn lại a nhân với lại b cộng c trừ cho a bình phương trừ cho bc. Bây giờ a nhân b a nhân c. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có là AB cộng AC trừ A bình phương trừ BC. Chúng ta thấy rõ lấy A với A này thì chúng ta sẽ ra là A nhân với lại B trừ A. C nhân với cục này chúng ta sẽ có là C, A trừ B. Trong khi đây là B trừ A. Như vậy trong trường hợp này mình sẽ lấy trừ 1 ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có trừ C và B trừ A. Như vậy chúng ta có đáp án cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.